giải mega đang là 380 triệu. Hai tờ vé số trên tay, một cái thì sẽ quay vào tối nay. Trứng Benedict với cả có bánh mì ở dưới nữa. Hello mọi người, hai vợ chồng mình đang ở trong một cái tiệm bánh mì ở San Jose. Ở đây một người Việt nên là đồ gì cũng có, ở Việt Nam luôn này, trà lụa, bánh đúc, xong rồi các loại bánh mì, thịt nướng, có hết tất cả. Và vào đây cũng không cần phải dùng tiếng Anh nữa, mọi người nói tiếng Việt hết luôn. Nào xem có đổi đời được không nào. Chúng tôi đang chơi sổ số ở bên Mỹ. Ăn một cái này mình ra được nhá. Nếu mà thắng thì là được bao nhiêu tiền? Thắng thì đây, hiện tại cái giải mega đang là 380 triệu. 380 triệu. Và đang 353 triệu. Để xem mình có về Việt Nam nữa không nhé mọi người nhá. Ok, cái này muốn random. Cái này random nhá. Hai tờ vé số trên tay, một cái thì sẽ quay vào tối nay, một cái sẽ quay vào tối mai. Đấy, và hôm nay và ngày mai thì nhà mình vẫn còn ở đây. Ngày mai sẽ quay lại để nhận thưởng nha mọi người nhá. Nhận thưởng á? Bọn mình đã đến San Francisco. Đi từ, vậy là đã đi từ bờ đông nhá, về sang tít bên bờ tây luôn. Thì từ hôm qua mình vẫn ở bờ tây mà. Nhưng mà bây giờ là mình ở ngoài sát ở phía ngoài luôn rồi đấy. Không biết là phải điểm cực cứ chưa phải điểm cực đâu đúng không? Đấy. Xuống San Francisco một cái là nhìn thấy ngay một cái biển Prevent Crime. Có nghĩa là nếu mà mọi người đi ô tô, mọi người tự lái xe ấy, mọi người để đồ ở trên xe ấy, thì ở cái thành phố này nói chung là nó cũng khá phức tạp ấy. Nên là mọi người sẽ dễ bị homeless hoặc là những người mà ăn trộm ăn cắp ấy, người ta đập cửa sổ để người ta lấy đồ ở bên trong. Ở đây thì bọn mình cũng chỉ ở đây có một ngày thôi và cũng sẽ đi tham quan những cái chỗ gọi là chính ở đây. Thực ra là ở San Francisco thì có rất là nhiều thứ để có thể xem. Nhưng mà sẽ chọn những cái chính thôi. Bây giờ mình đang ở Palace of Fine Arts. Chỗ này thì mình đã từng đến rồi. Đây, quay một vòng cho mọi người xem. Pier 39, bến cảng 39. Thì ở đây có con sư tử biển. Đấy, ngay chỗ cái bến cảng này này mọi người này. Chỗ này rất đẹp, rất nhiều tàu đẹp luôn. Bây giờ cứ đi ra để tìm Sea Lion đã. Xem mấy con béo nhúc nhúc. Đã tìm được mấy chú sư tử biển đây rồi. Mọi người nghe tiếng gì không? Đấy, mọi người nghe. Ôi trời ơi, nhiều thế. Bây giờ thì cũng 2 giờ chiều rồi nên là hai vợ chồng mình sẽ vào đây để ăn trưa. Nãy có xem thông tin thì hình như đây là cái Chinatown mà cổ nhất ở Mỹ, ở San Francisco. A few moments later. Ông trời không phụ lòng người. Sáng nay bọn mình ra đây không nhìn rõ được cái cầu cổng vàng Golden Gate Bridge bởi vì ở đây trời nó rất là nhiều mây ấy, nên nếu mà rất là nhiều mây thì nó sẽ che gần hết cái cầu luôn. Thank you.
bây giờ là 8 giờ tối rồi, bọn mình cũng chưa đói lắm nên đang đi lang thang ở chỗ Union Square. Nhưng mà hồi xưa ấy, cũng có một thời gian mình ở đây nhờ nhà chị mình một tháng liền. Và mình nhớ là nó không ghê đến mức độ này. Nhưng mà bây giờ ở xung quanh Union Square là rất là nhiều homeless. Và hôm trước bạn mình cũng đã kiểu cảnh báo mình là đi ra đây phải cẩn thận ý, nhất là buổi tối ý. Tại vì rất nhiều homeless sẽ kiểu xin tiền rồi này kia ấy. Nói chung là San Fran trong đầu mình hồi xưa nó không giống như này lắm. Bây giờ có vẻ là nó có vẻ nguy hiểm hơn. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn là một cái thành phố rất là xinh và có rất là nhiều thứ để mọi người có thể xem và có thể chơi. Nhưng mình không cảm thấy an toàn bằng những cái chỗ khác mà mình đã đi trong cái chuyến đi này ấy. Tất cả San Fran rất lạnh nha mọi người. Nhất là khi mọi người đứng ở chỗ Golden Gate ấy, nó sẽ rất là gió và rất là lạnh. Nên là nếu ai đi San Francisco thì nhớ là mang quần áo ấm đi mặc nha. Lạnh lắm. Yeah, sau một hồi dạo phố San Francisco thì vợ chồng mình tìm mãi mới hàng ăn, mới được hàng ăn bởi vì là 8 rưỡi mới đi tìm mà các hàng quán ở đây ấy, đóng cửa hết rồi. Thì đi bộ ra Chinatown có mỗi cái hàng này mở cửa nữa. Và hai vợ chồng gọi mình thì gọi mì này, còn vợ mình thì gọi là cơm gà đúng không? Và mọi người nhìn cái bát này, trong ảnh thì bé bé nhưng mà cái thìa này mình ăn khác cái muôi luôn không? Xin mời tất cả mọi người ăn mì bằng muôi với mình. The next day. Chào buổi sáng mọi người ơi, nhìn cái thời tiết ở San Francisco này. Đây là 9 giờ sáng nha, mà mình cảm giác như mình đang ở Sapa. Một lớp sương mây mù dày đặc. Còn đây là bữa sáng của chúng tôi tại Airbnb. Kia là bà chủ nhà, nhưng mà bà không biết nói tiếng Anh, bà chỉ nói tiếng Trung Quốc thôi, nên là bọn mình không biết nói chuyện gì với bà cả. Mà Airbnb này ấy, được cái siêu sạch nha mọi người. Rất là sạch luôn. Đây là bữa sáng nha. Hai cái gói mì này mang suốt từ đầu chuyến đi cho đến bây giờ mới có tiền sử dụng. Sắp kết thúc chuyến đi rồi. Tại hôm đầu mình đi ấy, sợ chồng mình ăn đồ Mỹ nhiều không quen ấy. Thế là mình chuẩn bị khoảng 4 hộp mì. Nhưng cuối cùng có dùng đến đâu, tại vì ăn đồ châu Á cũng nhiều ấy. Nên là may là không bị ngán mà ông Thành được cả dễ ăn. Thời tiết này rất thích hợp để ăn mì. Công nhận đấy. Vợ mình vừa mới bảo là ở đây trông giống Sapa, mình nhìn ra trông giống Sapa thật. Đúng mà. Thì tranh thủ trước giờ lên máy bay, vợ chồng mình đi dạo phố ở đây một chút. Nhưng mà dạo phố ở San Francisco không khác gì đi hiking, bởi vì là địa hình núi ấy, thì cứ phải trèo lên dốc xong rồi trèo xuống. Thì bây giờ vợ chồng mình đang ở một con phố rất là xinh, một cái chỗ gọi là 16 Avenue 2 Steps. Chỗ đấy như kiểu là đẹp ấy, là đẹp để chụp ảnh. Hai bên này nhà xây rất là đẹp, rất là yêu. Kiểu nhà thì kiến trúc về cơ bản là phải xây giống nhau ấy, nhưng mà các cái gia đình ở đây người ta hoàn thiện theo kiểu là màu sắc, xong rồi người ta trồng rất là nhiều loại cây đẹp. Đặc biệt ở đây mình thấy rất nhiều cây sen đá này, mà cây nào cũng to như là cái bát ô tô luôn. Này mọi người nhìn cái vườn của nhà người ta này, đẹp quá trời, đủ các loại sen đá. Đấy. Ok mọi người ơi, đây là cái chỗ mà mình đã nói ấy. Chỗ này thì rất dễ tìm, mọi người chỉ cần search là The 16 Avenue 2 Steps là sẽ ra. Tức là nếu mọi người ngồi xuống, mọi người chụp lên ấy, thì sẽ thấy là nó rất là đẹp. Tất cả những chỗ này thì đều được lát thì kiểu bằng các họa tiết ấy, nên là khi mọi người nhìn từ dưới lên thì nó sẽ tạo thành một cái bức tranh như thế này. Ok, sau khi mà mọi người đã leo hết những cái bậc ở dưới kia lên đây thì ở đây có một cái góc để ngắm hoàng hôn.
sẽ nhìn được toàn cảnh phía dưới của thành phố rất là đẹp. Sunset District nha mọi người. Nên là nếu mà đứng từ đây nhìn xuống đúng lúc hoàng hôn thì sẽ rất là đẹp. Bởi vì là cái giờ này thì nhiều mây quá, nhìn xuống dưới không nhìn được mấy. Nhưng mà giờ hoàng hôn khi mà nó tan mây rồi chắc là đẹp đấy. Đây là bữa brunch của mình. Ở trong này là smoked salmon benedict với cả hash brown. Trời ơi, từ lúc sang đây mới được ăn hash brown. Có dâu tây này, orange, gì nữa ta? Đó, trứng benedict với cả có bánh mì ở dưới nữa. Đói quá, ăn thôi mọi người ơi. Ăn xong còn về lấy đồ ra sân bay nữa.